để đáp ứng yêu cầu quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện. Năm học mới 2017-2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh thanh tra để kịp thời chấn chỉnh sai phạm nếu có trong việc thu chi các khoản kinh phí đầu năm học, việc dạy thêm, học thêm cũng như là các vấn đề bức xúc khác mà xã hội quan tâm. Theo đó, thì Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo thu học phí không vượt mức trần học phí đã được quy định, đề nghị thực hiện giãn thời gian thu, tránh thu cùng một thời điểm đối với các trình độ đào tạo để hạn chế tối đa tác động của học phí đến chỉ số giá tiêu dùng. Bộ cũng đề nghị tiết giảm chi phí hoạt động, hạn chế thu các khoản thu ngoài học phí. Đồng thời, trường phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo công khai minh bạch, có cơ chế rõ ràng để cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên và các tổ chức khác tham gia giám sát toàn bộ hoạt động của nhà trường. Về phía các cơ sở giáo dục tại các địa phương cần cam kết và nghiêm túc không thu các khoản thu ngoài học phí trái với quy định trong trường học. Các địa phương tự chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với các đơn vị và cá nhân cố ý vi phạm. Ngoài ra thì cần chú ý thực hiện chính sách miễn thu học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Yêu cầu tránh thanh tra sở thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả thanh tra đầu năm học gửi về thanh tra bộ trước ngày 30 tháng 9 năm 2017 sắp tới.